Trước tình trạng hiện nay nguồn nước ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng, nhiều gia đình bệnh viện đã phải sử dụng đến các thiết bị lọc nước sạch. Việc sử dụng công nghệ nano, công nghệ sạch không sử dụng hóa chất trong máy lọc nước đang rất được quan tâm. Ưu điểm của máy lọc nước nano là không những lọc được những chất bẩn thô, các hợp chất đã kết tủa như sắt, mangan mà còn lọc bỏ được những chất hữu cơ độc hại, các chất bẩn vi sinh tàn dư của thuốc trừ sâu và ngăn ngừa không cho những loại virus vi khuẩn phát triển. Hiện công ty cổ phần quốc tế Hanico là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy lọc nước công nghệ nano sản xuất tại Nga. Sản phẩm của công ty không cần máy bơm và cũng không cần phải sử dụng điện năng, rất hữu ích đối với những người đi công tác xa, có thể mang theo mà không cần dự trữ nước vì có loại máy chuyên dụng kích thước chỉ bằng một chiếc cốc to. Thị trường Việt Nam hiện có hai dòng sản phẩm máy lọc nước nano sản xuất tại Nga, đó là dòng máy Magist lọc được các kim loại nặng khử khuẩn và dòng máy Duet Solo cung cấp nước vô trùng tại chỗ, nhanh chóng với năng suất lọc là từ 120 đến 500 lít mỗi giờ, rất thuận lợi cho việc cung cấp nước cho các bệnh viện, trạm xá.